Mọi người, hiện tại thì mình đang trên đường đi lên núi Đức Mẹ ở Quy Nhơn, Đức Mẹ Quy Hòa, núi Đức Mẹ Quy Hòa thuộc Quy Nhơn. À, vì cái đường này nó khá là khó đi, cho nên bây giờ mình quyết định đi bộ lên ha. Chứ xe lên thì không được rồi. Xe lên thì cũng được nhưng mà rất là khó chạy. Thôi đi bộ cho an toàn, lên với Đức Mẹ. Vâng, thưa mọi người, con đường mà mình đang leo lên dốc đây là đường lên núi Xuân Vân nha mọi người. Thì giữa miền đất Quy Nhơn yên bình thì núi Xuân Vân hiện lên như một viên ngọc xanh rực rỡ giữa bầu trời bao la. Được biết đến là một trong những điểm ngắm bình minh đẹp nhất. Núi không chỉ thu hút trái tim của những người mê khám phá mà còn là nơi lưu trữ những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Đó, mọi người thấy không? Cây cối hai bên nè. Đó. Nhìn rất là còn hoang sơ ha mọi người. Thì để lên được Đức Mẹ Quy Hòa thì mọi người sẽ phải trải qua những con đường mòn gập ghềnh và thử thách. Tuy là có khó khăn đấy nhưng mà những điều này lại khiến cho cuộc hành trình thêm thú vị hơn. Khi mà lên đến đỉnh núi rồi á thì mọi người sẽ nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Đó. Thì trên phía trên đó thì có một tượng Đức Mẹ, và đi tiếp những chặng đường thánh giá nữa thì có thánh giá Chúa ha mọi người. Bầu không khí ở nơi đây thì trong lành, mang cảm giác thư thái dễ chịu. Đó, bây giờ là chuyển qua những cái bậc thang này rồi ha mọi người. Thì đây là những bậc thang bằng đá và xi măng được dòng Phanxicô Thừa Sai Đức Mẹ, giáo xứ Phanxicô Quy Hòa xây dựng từ những năm 50-60 của thế kỷ trước để giáo dân cũng như là mọi người có thể đi lên cầu nguyện khá dễ. Tuy đường đi khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho khoảng 2 đến 3 người đi cùng một lúc, mà có tới 2.000 bậc thang với tất cả 14 chặng. Đồng thời, độ dốc lớn, chênh lệch độ cao từ chân núi đến đỉnh là 180m. Khoảng cách giữa các bậc thang cũng cao nên chắc chắn sẽ khá mất sức, nhất là những chặng đầu nha mọi người. Đó, đây. Vì được chia làm các chặng khác nhau nên cứ mỗi chặng sẽ có những phiến đá thông báo số chặng mà bạn đã đi qua. Đặc biệt là khi đi qua các chặng số 7, 13, 14 là các con số ý nghĩa trong tôn giáo, thì bạn sẽ thấy những đặc điểm dễ nhớ và dễ cảm nhận ha. Số 7 là số chỉ hoàn thiện hay hoàn hảo nên chặng này đi khá thoải mái và dễ chịu. Đồng thời thì từ chặng này trở đi, đường đi còn trở nên thú vị hơn hẳn nữa cơ. Số 13 theo quan niệm của người phương Tây là con số xấu, nhưng các sự kiện của Đức Mẹ thì thường gắn liền với số 13, cũng là ngày mẹ ban ơn. Vì vậy chặng này mọi người sẽ được nghỉ ngơi tại một cái sân nhỏ có đặt tượng Đức Mẹ ha. Thì đoạn đường đi lên núi Xuân Vân có thể là mất 15-20 phút gì đấy với những người mà đi nhanh. Còn với những ai mà yêu thích sự nhẹ nhàng, khoan thai thì cứ đi từ từ ngắm cảnh rồi tận hưởng bầu không khí trong lành thì có thể mất tới 1 tiếng nha. Con đường này có thể sẽ khiến những giọt mồ hôi của mọi người rơi xuống, sẽ không tránh khỏi những sự mệt nhọc, nhưng chỉ cần đi lên đến đỉnh núi là bạn sẽ cảm thấy thoải mái luôn. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái và thấy giống như sự trả giá ấy hoàn toàn là xứng đáng và tuyệt vời ha. Đi lên với mẹ thì quá tuyệt vời rồi, dù mệt cỡ mấy thì gặp mẹ, gặp Chúa là mình thấy là mình thoải mái tâm tâm hồn ha.
Sau khi mà lên lên tới đỉnh á, mọi người sẽ thấy một đức đức mẹ và cây thánh giá Chúa. Thì ngoài ra trên đỉnh núi Xuân Vân cũng có một khoảng không gian khá rộng và bằng phẳng với nhiều tán cây bóng mát để giúp mọi người có thể tận hưởng một buổi picnic nhẹ vui vẻ cùng bạn bè hay người thân gì đấy. Thì bên cạnh đó thì cũng có những vòi và sim tím mênh mông tỏa hương bát ngát. Nếu mà đi khoảng tháng 7, tháng 8 thì mọi người sẽ bị mê hoặc đấy nha. Sẽ là tuyệt vời nếu mà mọi người đứng trên ngọn núi Xuân Vân và chiêm ngưỡng bình minh hay là hoàng hôn. Đó là những tia nắng len lỏi qua những đám mây rồi chạy dài theo chân trời, nhìn không gian chắc rất là đẹp ha mọi người, lôi cuốn cuốn hút luôn đấy. Nếu mà đi bình minh đấy, đi bình minh hay là đi hoàng hôn gì đó chắc là sẽ rất là đẹp. Một lưu ý nhỏ cho mọi người leo lên với Đức Mẹ là mà ở trên đây không có bán gì hết á, không có buôn bán, không có bán hàng, cho nên mọi người phải đem theo nước hoặc là thức ăn nhẹ gì đó để ăn giữa chừng hay là uống nước á, tại vì trên đây không có nước nha, không bán nước nha mọi người, cho nên mọi người mà khát nước là coi như là chịu ấy chứ không thể mua nước được. Đó, cho nên mọi người phải đem theo nước theo. Thì đi với thời tiết tốt như hôm mình hôm nay á, nắng như vậy á, đó, thì đi nó dễ. Còn nếu mà đi với trời mưa, những ngày tháng trời mưa mình nghĩ nó khó đi đó. Cho nên mọi người cũng cân nhắc ha. Đó, đường thì nó như vậy đó, đường cũng bậc thang, rồi cũng có những chỗ là đường mòn vậy thôi. Thì mọi người cứ cân nhắc rồi xem như thế nào rồi đi cho nó vui ha. Bởi vì hành trình của mình nó vui thì mình mới vui được. Với lại đây cũng là một nơi mà hành hương của người Công giáo ha mọi người. Cho nên đến như thế nào, đến dù như thế nào thì mình vẫn phải tôn trọng mọi thứ xung quanh. Đó. Cũng giữ im lặng nọ ha. Ở đây có cái bạn nè, chắc con mệt mỏi lắm. Sao mẹ biết con mệt mỏi hay vậy? Con cũng mệt lắm rồi đó. Sao mẹ biết con mệt mỏi hay quá? À, con thở đấy giờ luôn đó. Mẹ biết con mệt mỏi. Nhưng mà phải lên với mẹ thôi. Lên với mẹ thôi. Tới mẹ rồi mọi người ơi. Ơ, đấy có khu vực vui chơi dã ngoại nữa kìa. Ở đây có khu vực mình qua, mình tham quan khu vực vui chơi trước hả? Có nút then này nè, mới leo xe đây à. Bây giờ đây có thể nhìn thấy mới hết thành phố Quy Nhơn luôn kìa. Ôi, cho mọi người xem này, đứng ở đây có thể nhìn thấy hết thành phố Quy Nhơn luôn. Rồi đây nha mọi người, mình đã tới Đức Mẹ Quy Hòa rồi đây. Đây là tượng Đức Mẹ đây, cho mọi người nhìn. Đó, Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng ha, Đức Mẹ Đội Triều Thiên. Ông phải hết nước mà quên đem nước. Đường nó thanh nó thấp lắm mà nó lại cao.
Ở đây có một số chữ tiếng Pháp hay sao á, bạn nào mà biết ý nghĩa có thể để lại bình luận bên dưới ha. Mình không hiểu lắm, mình chỉ hiểu được chữ Maria thôi. À là ở dưới kia là có số 1, 2 à. Dạ. Là cái đường rẽ cầu thang nãy đó. Cầu thang đi ngược xuống đó, đi đường Nguyên Bè, đi đường mấy biển. Con nãy con cũng nghi cái đường tẻ rồi xuống biển rồi. Dạ dạ. Nãy là đi đâu hết 14 chặng. Đây đi An Giang hết cần cả chục chặng rồi. Thì đến đây là chặng 10 rồi. Rồi xuống đi được rồi, đi được chặng 4 năm đổ lên á. Mà mấy chặng ở trên đây là lại ngắn, mấy chặng ở dưới là dài quá. Dài quá. Dạ. Sau khi giao lưu với các cô chú người cũng là người Công giáo luôn ha, thì mình tiếp tục đi lên chặng đàn thánh giá thứ 14, tức là đi lên Chúa Giêsu, cây thánh giá Chúa Giêsu. Ở đây thì có một cây thánh giá nằm ngang ha, mình lên mình xem thử. Đây là mộ rồi đó. Cây thánh giá cây thánh giá nằm ngang à, đây này có một tượng Chúa Giêsu, tượng lòng thương xót Chúa. Phía này có một cây giống như là cây ống khói á nè. Còn đây là cây thánh giá nằm ngang ở đây, nằm trên một tảng đá. Ở đây cây gai lắm nha mọi người. Tiếp tục mình đi ha. Trời nắng ở Tuy Hòa, ở Quy Nhơn này rất là nắng gắt luôn nha. Mình cảm thấy thực sự rất là nắng gắt. Bây giờ mình tiếp tục thôi. Vâng, đây là chặng thứ 14. Cô chú rất là nhiệt tình, cô chú vừa rồi cho mình ly nước, mình uống hết rồi. Vâng, đến nơi rồi mọi người ơi. Wow, khu này thì rộng ha. Wow, phía này là thành phố Quy Nhơn ha, và đây là cây thánh giá Chúa. Thôi mình vào Chúa trước đi rồi từ từ mình quay cảnh sau ha mọi người. Lên đến đây vô Chúa trước. Wow. Thượng Chúa. Phía dưới này có tượng lòng thương xót Chúa. Thank you.
Cảm giác của mình bây giờ rất là phấn khởi nha mọi người, rất là thoải mái, phấn khởi. Mặc dù trời nắng nóng nãy giờ đi biết bao nhiêu là bậc thang để leo lên, nhưng mà mình thấy Chúa, thấy mẹ, đến với Chúa, đến với mẹ, mình thấy thoải mái lắm nha mọi người. Mình quên hết mệt rồi này. Phía này thì là thành phố Quy Nhơn ha. Wow, đứng ở phía này thì càng nhìn thấy rõ hơn mọi người ơi. Càng nhìn thấy rõ biển. Trên cái đỉnh núi cao ở đây ha, cao nhất ha. Đứng trên đây thì có thể nhìn thấy nguyên một thành phố Quy Nhơn luôn nè. Nó như một cái bán đảo vậy đó. Nó đánh cái dòng đó thấy không? Đẹp ha. Đứng ngoài cái mỏm đá này nè. Sợt chân cái là lăn xuống dưới. Không dám ra thêm lỡ có gì. Ở dưới kia thì có một cái bãi cát nè. Ui, chỗ này thì trời nó nắng, cái nắng của biển Quy Nhơn này nó nắng gắt kinh khủng luôn, nó nắng hơn cả Sài Gòn. Đó, ở đây mình có thể đứng nhìn thấy hết là đó, phía kia là đường đi xe đó, đó. Đây. Góc rộng luôn. Đây là biển. Đó, đẹp chưa? Ủa bà đi từ dưới đi lên hả bà? Ủa vậy ngày nào bà cũng lên đây bà đọc kinh hả bà? Tôi phải đi hai lần. Thứ hai là ngày hôm qua, đi thứ sáu bà chọn những ngày nhất nóng, chứ còn đi thứ bảy là đông lắm. Lần bà lên đây bà đọc 50 kinh mấy 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 chuỗi bà đọc mấy chuỗi? Đọc 6 chuỗi. 6 chuỗi. 3 chuỗi thương xót, 3 chuỗi mông côi. May nhất, tốt và may nhất. Dạ. Nói như giờ gặp con này cũng là may đó. Dạ. Dễ gì đâu con. 6 chuỗi. Chùa bà đọc cả ngày mà. 6 chuỗi nha, chứ không phải 6 chuỗi. 3 chuỗi thương xót. 3 chuỗi thương xót, 3 chuỗi mông côi. Đó là của bà đó. Còn ngày đi lỡ con cái nhân, bà đi lỡ ngày 4 lần. Bà đi lỡ ngày 4 lần luôn à? Chủ nhật có là buổi sáng là 3 lỡ. Dạ. Buổi chiều lỡ 4 lỡ. Dạ. Tốt gặp hơn lắm. Nhìn già đi lên, cũng thấy già là nhất rồi á. Ai cũng nói mà mất hồn mà. Không, Chúa cho bà khỏe mạnh. Chúa cho bà khỏe. Các con mình đang nghe. Bây giờ các con dễ thương lắm. Đứa nào cũng đẹp trai hết. Nhưng mà đừng có say xỉn nha con. Dạ. Đẹp trai hết. Dạ. Nghe nha. Chúc bà bình an. Chúc bà bình an. Dạ. Cháu đi bình an đi. Dạ. Ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi ạ. Con hẳn đường đi á. Dạ. Chúc là tiền bạc bộ á. Dạ. Không bò cái là không có việc nghe. Chúng hiểu đâu. Dạ. Rồi mình cũng xin tạm dừng video ở đây ha mọi người. Thì nếu thấy video của mình hay thì mọi người hãy ấn nút đăng ký và chia sẻ cái video để đến cho nhiều người cùng xem, để quảng bá nét đẹp của đạo Công giáo ha mọi người. Mọi góp ý thì mọi người cứ để lại bình luận bên dưới ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.